Gần đây xuất hiện tình trạng che biển kiểm soát trên một số tuyến đường để tránh bị cảnh sát giao thông phạt nguội. Hành vi này không chỉ thể hiện sự trốn tránh trách nhiệm của một bộ phận người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự cũng như các hành vi phạm pháp khác. Nghị định 100 hiện nay cũng đã quy định rõ về mức xử phạt cụ thể với hành vi này. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá mức phạt chưa thỏa đáng và điều này sẽ dẫn đến sự nhờn luật và bất chấp vi phạm từ phía người tham gia giao thông. Ghi nhận của VTC 14. Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đang lưu thông trên tuyến đường, phương tiện này bỗng dừng đỗ và dùng băng dính để che biển kiểm soát. Lái xe thừa nhận vi phạm và cho biết băng dính để che biển số để tránh bị phạt nguội. Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp mà lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý trong thời gian qua. Hiện nay, theo quy định tại Nghị định 100 năm 2019, với hành vi cố tình gian dối vi phạm trên, bị lực lượng chức năng tuần tra phát hiện, tài xế chỉ phải nộp phạt 900.000 đồng và tạm giữ giấy phép lái xe trong thời gian 7 ngày. Trong khi đó, nếu tính riêng hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ, mức phạt thấp nhất cũng 4 triệu đồng trở lên. Điều này cho thấy cần phải có những chế tài mạnh mẽ hơn trong việc xử phạt hành vi che biển số. Chúng ta phải điều chỉnh cái chế tài để những cái đối tượng mà có những cái hành vi này thì phải được xử lý bằng cái mức xử phạt cao nhất đối với những cái hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Về cái chủ trương lâu dài thì chúng tôi sẽ kiến nghị chính phủ trong thời gian tới khi mà sửa đổi bổ sung nghị định 100 sẽ tăng cái mức phạt đối với hành vi mà che dán lớp biển số này để đảm bảo đủ cái mức độ răn đe đối với những người dân vi phạm. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho rằng cần khẳng định việc để biển số bị bẩn, che mờ đều là hành vi vi phạm pháp luật và đây là trách nhiệm của người điều khiển phương tiện. Không thể lấy bất cứ lý do gì để bao biện cho việc này. Một người chưa ra đường đã tìm cách để làm trái pháp luật thì không chỉ là vấn đề ý thức mà là hành vi chống đối, bất tuân luật pháp, cần phải bị nghiêm trị. Thậm chí đây còn là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự cũng như thủ đoạn để che giấu tung tích phương tiện khi thực hiện các hành vi vi phạm như tội trộm cướp, cướp giật. Thế biện pháp trước mắt là chúng tôi được trên cái cơ sở dữ liệu của hệ thống giám sát tích hợp với cái cơ sở dữ liệu dùng chung của đăng ký xe để khi đầu vào và đầu ra thì chúng tôi thấy là khi mà đầu ra thì có cái biển số bị che lấp thì chúng tôi sẽ tìm ngay đầu vào đấy là cái xe nào, là biển số nào. Đấy, để trên cơ sở đó chúng tôi truy nguyên ra chủ phương tiện để gửi thông báo vi phạm. Thì đơn vị đã tổ chức các biện pháp nghiệp vụ của ngành cũng như là ngành công an là thường xuyên tuần lưu để ghi nhận lại những cái hành vi vi phạm đấy để dừng để kiểm soát và xử lý ngay tại chỗ. Trong những cái trường hợp mà xác minh xe không đủ căn cứ ấy, có dấu hiệu của tội phạm thì đơn vị lập tức báo cáo lãnh đạo cục để ra phương án xử lý để xác minh rõ xem là nguyên nhân tại sao là che biển, có hành vi che giấu gì không hoặc là có hành vi vi phạm pháp luật. Hiện nay trên nhiều tuyến đường đã lắp đặt camera để xử phạt giao thông theo hình thức phạt nguội, vì vậy các hành vi che biển số ngày càng xuất hiện nhiều. Không chỉ trên các tuyến cao tốc, trong nội đô các thành phố lớn thực trạng này cũng diễn ra không ít. Nâng cao mức xử phạt đối với hành vi này nên được nghiên cứu và cụ thể hóa trong luật giao thông đường bộ sửa đổi sắp tới, cũng như các luật, nghị định, thông tư có liên quan.